Hi everyone, welcome back to my channel. Start gonna go. Wrestling by Wrestling. Okay. Ok và mình sẽ chuyển sang game thứ hai, Tekken Tour Run. Thank you.
Okay, và tự kênh thứ ba. Let's go. So there he is, huh? I got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. Yeah, you're all heart. Let's go. This is it, Tony. Home sweet. Now take me to my place. Apartments cost money, Tony. I've got a date with a cheese deluxe. I prove it. Okay, let's go. I'm going to go to the city. 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 I'm telling you, man, it's a doctor's a dealing.
OK, 放得跟得多，我掉吧。Let go。I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. 雷鸣奔向来伯的村寨呗，把那个的石块。Trốn thoát khỏi công an. Sau đó thì sẽ thay cho bộ quần áo ngon lành. Những tiếng còi cảnh sát đang réo rắt ở đây. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. Eyes off. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there.Let's go around the back and use the service door. It's okay. Tiếp tục mình sẽ phải làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó là đón một cô gái về đây. Một cô gái làm chơi.Ta đang ở khách sạn. OK, và số tiền này các bạn có thể mua cho mình một ngôi nhà hoặc có thể mua cho mình một chiếc xe và các bạn ưng ý, OK. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. GTA Vice City. Đến một điểm màu hồng. Khéo phải đi chiếc xe này thôi. Để đến điểm kia xem như thế nào.
you, Popper. OK, sau đó đến đường vàng. Để tìm một chiếc xe ngoan thôi. Đây rồi, một chiếc đi chưa? Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Hit me then! Sau đó các bạn sẽ đi đến điểm N và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của tôi nào. OK, vâng. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Sleeper Body Assassin. OK, tiếp tục nào. Fast S.
mà khá đẹp. First line. Let go.
Wait, break you. Let go. Ready, we sẽ lái một chiếc xe ta. Các bạn sẽ phải tiêu diệt những đối tượng. Đi đường trên đi. Đây tập trung khá là nhiều ạ. Ok, và các bạn có thể tiếp tục chơi tiếp những phần tiếp theo của tựa game này. Rồi, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Pro Monster Rush Rao Limba. Okay.
Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ok, tiếp tục nào. Và tự game cuối cùng. Let's go. Monto. Thank you.
OK, và mình sẽ phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.